tình nguyện Việt Nam. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Hồ sơ quyền lực. Quý vị thân mến, ngày 7 tháng 1 năm 1979 đánh dấu sự kiện quan trọng nhất đối với toàn thể nhân dân Campuchia. Họ đã chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot. Chiến thắng này đã mang lại cho người dân tất cả các quyền và tự do đã bị tước đoạt dưới chế độ diệt chủng Pol Pot, chấm dứt thời kỳ đen tối nhất của Campuchia và mở ra kỷ nguyên mới độc lập, hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội. Và ngày 7 tháng 1 hàng năm là ngày lễ quan trọng của đất nước này, giống như ngày phục sinh của đất nước. Theo nhà lãnh đạo đảng cầm quyền Campuchia Samdech Techo Hun Sen, việc tổ chức lễ kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 7 tháng 1 là để tri ân công lao to lớn của các vị anh hùng, các chiến sĩ mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh anh dũng trong cuộc đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và bảo vệ sự hồi sinh của đất nước Chùa Tháp. 45 năm đã trôi qua, ngày lễ trọng đại mùng 7 tháng 1 như là lời nhắc nhở và khẳng định sự giúp đỡ to lớn của Việt Nam dành cho đất nước Campuchia. Tuy nhiên thật đáng buồn, vẫn có những bộ phận người Campuchia lại không chấp nhận điều đó. Không hiểu là họ nghĩ sai hay cố tình bóp méo sự thật rằng Việt Nam đã xâm lược Campuchia và cướp mất đất của họ. Thậm chí có những dòng comment trên mạng xã hội với thái độ căm tức và phẫn uất của người dân Campuchia về Việt Nam. Vậy thì sự thật là gì? Việt Nam có xâm lược và cướp đất Campuchia như lời họ nói hay không? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu qua những bằng chứng sống đến từ Campuchia đã trải qua thời kỳ đen tối nhất lịch sử nước này nhé! Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị thường xuyên xem tin tức cũng biết rằng những ngày vừa qua tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia đang chuẩn bị kỷ niệm trọng thể 45 năm ngày quân và dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot ngày 7 tháng 1 năm 1979, 7 tháng 1 năm 2024. Sự kiện lịch sử trọng đại đánh dấu sự hồi sinh của đất nước và nhân dân Campuchia sau những năm tháng tang thương dưới chế độ diệt chủng Pol Pot, chế độ diệt chủng tàn bạo chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Trong không khí hân hoan chào đón ngày lễ trọng đại của toàn thể người dân Campuchia, vị giáo sư sử học Sombor Manara thuộc Đại học Panasatra Campuchia đã chia sẻ rằng: "Chúng ta có thể tự hào, có thể ăn mừng, nhưng xin đừng quên đến công ơn những người đã hy sinh tất cả để chiến đấu vì chúng ta, là của đội tình nguyện Việt Nam anh hùng. Trong quãng thời gian 3 năm, 8 tháng, 20 ngày, họ diệt chủng đã khiến Campuchia mất đi sức mạnh dân tộc, mất đi nền tảng nguồn lực quốc gia, hệ thống cơ sở tầng kinh tế và mọi thứ gần như trở về con số 0. Trong tận cùng của nỗi sợ hãi, không một người dân nào ở Campuchia dám nghĩ và mơ tới một ngày nào đó có thể thoát khỏi sự giết chóc để về quê nhà hay đi làm việc. Lúc đó, họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là liệu có thể sống tiếp đến ngày mai, ngày kia hay không. Và niềm hy vọng duy nhất của người Campuchia đã xuất hiện chính là quân tình nguyện Việt Nam." Vị giáo sư sử học này là một nạn nhân may mắn sống sót từ chế độ diệt chủng Pol Pot. Ông nhấn mạnh, không thể không nói đến vai trò của quân tình nguyện Việt Nam trong công cuộc đánh đổ chế độ diệt chủng ở Campuchia cách đây gần nửa thế kỷ, cũng như quá trình gắn bó, kề vai sát cánh với quân đội và nhân dân Campuchia trong công cuộc tái thiết đất nước và ngăn chặn mưu toan quay lại cầm quyền của tàn quân Pol Pot. 45 năm qua, chúng ta luôn luôn dùng từ bộ đội tình nguyện Việt Nam, nói tới chữ tình nguyện, nghĩa là không yêu cầu đền đáp gì cả. Trong tiếng Khmer cũng như ngôn ngữ nước ngoài, tình nguyện đều mang ý nghĩa là đề cao giá trị đạo đức xuất phát từ trái tim. Và chỉ có bộ đội Việt Nam mới dám làm bằng ý chí, trái tim, không suy tính gì đến chuyện đền đáp. Đến nay khi nhớ lại, nước mắt ông vẫn rưng rưng với một cảm xúc dâng lên khó tả. Và đó là những chia sẻ vô cùng xúc động và đầy hoài niệm của nhà sử học có tiếng tại Campuchia. Sau những chia sẻ của giáo sư sử học Campuchia, có hàng nghìn cư dân mạng Campuchia và bình luận những quan điểm khác nhau, chẳng hạn như: "Tôi ủng hộ bài phát biểu của ông vì tôi đã đọc một số cuốn sách lịch sử cho rằng nếu không phụ thuộc vào Việt Nam thì không thể giải phóng đất nước. Nhân cơ hội này thì gửi lời cảm ơn đến tất cả các cựu chiến binh Việt Nam. Tôi nghĩ rằng nhiều người trong chúng tôi đang bị mất trí. Campuchia đang được hưởng hòa bình nhưng họ không quý trọng điều đó. Từ đáy lòng, rất cúi đầu trước những người lính Việt Nam. 100.000 thanh niên Việt Nam đã hy sinh trên mảnh đất này.
Đó là món nợ mà chúng ta phải dành hàng thế kỷ để trả. Đừng để Trung Quốc che mắt chúng ta thêm nữa. Tôi rất ngạc nhiên vì từ nhỏ đến lớn tôi đã chứng kiến nhiều người nói xấu về Việt Nam. Thay mặt họ xin lỗi tất cả người Việt Nam. Đó là sai lầm đáng chết của tôi. Cảm ơn nhân dân Việt Nam. Không có Việt Nam chúng ta đã không phát triển và đất nước chúng ta sẽ không có tiến bộ như ngày hôm nay. Còn nói về sự tàn ác của Khmer Đỏ, một nhà sử học phương Tây từng phải thốt lên rằng nếu Hitler đàn áp người Do Thái gây ra bao tội lỗi trên thế giới với tham vọng bá chủ của mình, thì tại xứ sở Angkor, Khmer Đỏ còn dã man hơn khi gây ra thảm kịch, núi xương sông máu, ngay tại chính đất nước Campuchia, đặt dân tộc Khmer của chúng bên bờ diệt vong. Đó là những con quỷ hút máu đội lốt người, vừa dìm nhân dân Campuchia trong bể máu, vừa tiến hành thanh trừng nội bộ một cách tàn bạo. Vậy mà có những kẻ vì quyền lợi trước mắt đã trả đạp lên tất cả, xuyên tạc sự thật lịch sử về sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, bồi xấu tình hữu nghị thắm thiết giữa hai dân tộc. Chẳng hạn như trong một cuộc họp báo hồi tháng 6 năm 2013 tại bảo tàng diệt chủng Tutsleng ở thủ đô Phnom Penh, ông Chum Mây, chủ tịch hội các nạn nhân của chế độ Khmer Đỏ còn khẳng định, phủ nhận tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ, cũng như xuyên tạc vai trò lịch sử của bộ đội tình nguyện Việt Nam là sự xúc phạm toàn thể người dân Campuchia và linh hồn hàng triệu nạn nhân đã chết trong thời gian Khmer Đỏ cầm quyền. Tuy nhiên, sự đồng lòng của dân chúng và chính quyền Campuchia đã khiến cho những phát ngôn vô căn cứ, lạc lõng của các thủ lĩnh CNRP trở nên lố bịch, tầm thường và đầy tính chất tội phạm. Đối với toàn thể Campuchia thì người Việt vẫn là một ân nhân của dân tộc. Thái độ chối bỏ lịch sử một cách trắng trợn, đổi trắng thay đen đã khiến Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen phải kêu gọi ra luật cấm mọi người bác bỏ nạn diệt chủng diễn ra dưới thời Khmer Đỏ những năm 1970. Luôn khẳng định rằng cá nhân ông lẫn nhân dân đất nước Campuchia mãi ghi nhớ công lao to lớn của Việt Nam vì đã giúp Campuchia hồi sinh từ chế độ Khmer Đỏ. Thủ tướng Hun Sen còn kịch liệt bác bỏ lập luận cho rằng Việt Nam đã chiếm đóng Campuchia trong giai đoạn chiến tranh với Pol Pot và nói thêm rằng chính phủ của ông có trách nhiệm tìm kiếm và hồi hương hải cốt những quân nhân Việt Nam còn mất tích trên lãnh thổ Campuchia. Hẳn quý vị cũng rất rõ, ông Hun Sen cũng là nhân chứng sống trong cuộc chiến chống Khmer Đỏ của Campuchia. Theo lời kể của ông Hun Sen trên báo chí, vào ngày 17 tháng 4 năm 1975, Khmer Đỏ chiếm đóng Phnom Penh, tuyên bố chấm dứt cuộc chiến và đổi tên nước thành Campuchia Dân Chủ. Người dân đổ ra đường để ăn mừng và chào đón Khmer Đỏ. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng trở nên bạo lực chỉ trong vòng vài giờ sau khi đến Phnom Penh. Khmer Đỏ bắt đầu sơ tán khoảng 2 triệu người. Đây là cuộc sơ tán cưỡng bức quy mô lớn trong lịch sử Campuchia và biến Phnom Penh gần như trở thành một thị trấn ma. Kể từ thời điểm này, Khmer Đỏ bắt đầu tạo ra một sự thống trị diệt chủng tàn bạo. Chúng xây dựng một chế độ không trường học, không chợ búa. Người dân Campuchia bị tước đoạt các quyền con người cơ bản, bị cưỡng bức lao động, tra tấn và giết hại. Cuộc sống đầy sợ hãi với cái chết và nỗi đau thường trực. Ước tính ít nhất 1,7 triệu người Campuchia thiệt mạng từ năm 1975 đến năm 1979, chiếm khoảng 21% dân số của nước này. Chứng kiến nạn diệt chủng của Khmer Đỏ vào năm 1977, ông Hun Sen lúc này là chỉ huy trung đoàn thuộc hàng ngũ Khmer Đỏ, cho biết ông có tới 4 lựa chọn vào thời điểm đó. Đầu tiên là việc sử dụng lực lượng vũ trang. Lựa chọn thứ hai là tìm sang Việt Nam để xây dựng lại lực lượng. Lựa chọn thứ ba là không làm gì cả để Pol Pot bắt và giết như những người khác. Lựa chọn thứ tư là tự sát. Cuối cùng, ông quyết định chọn phương án thứ hai là vượt biên sang Việt Nam để xin cầu cứu. Dù có 4 lựa chọn, nhưng việc rời xa quê hương và người vợ đang mang thai 5 tháng là điều rất khó khăn đối với một chàng trai chỉ mới 25 tuổi. Tuy nhiên thì ông vẫn kiên quyết vượt biên để vào Việt Nam. Về lý do sang Việt Nam, ông Hun Sen chia sẻ rằng lúc bấy giờ ông vẫn luôn tin tưởng Việt Nam sẽ không khoanh tay đứng nhìn khi Campuchia gặp nạn. Ông Hun Sen cho biết, ngay giờ phút đầu tiên gặp mặt, người Việt Nam đã nấu cơm đầy nồi 10, chuyên dành cho 10 người ăn và 5 người nhóm ông đã hạnh phúc ăn hết nồi cơm này. Ông Hun Sen kể lại, tôi chân thành biết ơn người dân ấp Hoa Lư, ấp Làng Chín, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã giúp đỡ tôi 45 năm trước khi tôi đặt chân lên mảnh đất này.
Sự giúp đỡ đó với cá nhân tôi và nhân dân Campuchia không biết nói như thế nào, không thể diễn tả bằng lời hết được. Lúc đó trong tôi xác định có thể đổi cả tính mạng của mình để đưa nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot. Ngay từ đầu, dù tính mạng gặp nhiều rủi ro, nhưng may mắn tôi đã nhận được sự giúp đỡ của Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam. Tôi còn nhớ rất rõ, ngày 21 tháng 6 năm 1977, tôi được người dân Việt Nam cho ăn cơm. Sau hơn một năm, tôi rất đói vì lặn lội trong rừng tìm đường cứu dân tộc mình. Một bữa cơm hôm đó bằng hàng trăm, hàng ngàn tấn gạo hiện nay, đó là giá trị vô giá. Tiếp tục hành trình thì gặp được bộ đội Việt Nam. Hun Sen và các đồng đội đã trải qua nhiều buổi nói chuyện, thăm dò của các cán bộ quân khu 7. Thực chất, nhóm Hun Sen là những người vượt biên trái phép trong bối cảnh Pol Pot liên tục tấn công, giết hại người dân ở biên giới Việt Nam. Nhưng điều ông Hun Sen không ngờ được là Việt Nam không coi họ là kẻ thù, không bị phân biệt đối xử. Thậm chí là hỗ trợ thuốc men, quân trang, nhận được đãi ngộ đặc biệt, điều trị trong bệnh viện dành cho các tướng lĩnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời gian chờ đợi, đến ngày 27 tháng 9 năm 1977, Hun Sen được gặp Đại tướng Văn Tiến Dũng và sau đó là các sĩ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông cũng đề bạt một số nguyện vọng giải phóng Campuchia về phía Việt Nam. Tuy nhiên lần đầu, nguyện vọng của ông đã bị từ chối vì nếu Việt Nam đồng ý yêu cầu của Campuchia xin giúp đỡ, họ sẽ bị coi là can thiệp vào công việc nội bộ của Campuchia Dân Chủ. Dù vậy, trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 11 năm 1978, Việt Nam đã giúp lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia phát triển được 15 tiểu đoàn, 5 khung tiểu đoàn và 20 đội cộng tác xây dựng được các tổ chức đảng chuẩn bị thành lập mặt trận và bộ máy lãnh đạo. Trong khi đó, Pol Pot vẫn khước từ mọi nỗ lực thiện chí hòa bình của Việt Nam, liên tiếp mở các cuộc tấn công tàn bạo vào lãnh thổ Việt Nam, gây ra nhiều tội ác với nhân dân Việt Nam, nên lực lượng Việt Nam đã kiên quyết đánh trả, giành lại các khu vực bị lấn chiếm và giúp bạn. Sau 25 ngày đêm tiến hành tổng phản công tiến công thần tốc, từ ngày 23 tháng 12 năm 1978 đến ngày 17 tháng 1 năm 1979, quân và dân Việt Nam đã đánh đuổi quân Pol Pot ra khỏi lãnh thổ Tổ quốc. Tiếp đó, thì bộ đội tình nguyện Việt Nam đã phối hợp với lực lượng vũ trang Campuchia mở cuộc tổng tiến công giải phóng thủ đô Phnom Penh vào ngày 7 tháng 1 năm 1979 và toàn bộ đất nước Campuchia vào ngày 17 tháng 1 năm 1979. Bộ đội tình nguyện Việt Nam cùng với lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia đã tiêu diệt và làm tan rã 18 sư đoàn quân Pol Pot, diệt 12.000 tên, bắt 8.800 tên, gọi 3.200 tên và làm tan rã tại chỗ 44.000 tên, giải phóng trên 4 triệu dân Campuchia, thu hồi toàn bộ cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật quân sự của Pol Pot, đập tan bộ máy thống trị của tập đoàn phản động Pol Pot từ trung ương đến cơ sở. Dù Campuchia đã giải phóng, nhưng chính phủ còn non yếu, chưa đủ sức chống cự lại thế lực thù địch. Vì thế, người Việt có câu, đã thương thì thương cho trót. Trong 10 năm, từ năm 1979 đến năm 1989, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ở lại và tiếp tục giúp bạn. Các chuyên gia của tất cả các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, công an, quân đội đều có mặt giúp nước bạn xây dựng chính quyền, xây dựng lực lượng vũ trang, ổn định cuộc sống người dân và phát triển kinh tế. Bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đã sử dụng mọi phương tiện vận chuyển, đưa hàng triệu người dân Campuchia đang chịu cảnh ly tán trở về quê cũ, giúp họ xây dựng lại nhà cửa, trường học, bệnh xá, phân phát dụng cụ gia đình, công cụ sản xuất, hạt giống, con giống để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Hệ thống chăm sóc sức khỏe trường học cũng được khôi phục. Đến tháng 6 năm 1979, Campuchia đã có trên 32 vạn học sinh và trên 7.000 giáo viên tiểu học. Đến năm 1989 thì tình hình quốc tế và mọi việc đã chín muồi. Lực lượng của bạn cũng đã tự đứng vững. Bây giờ chúng ta mới rút quân đội về. Đến ngày 26 tháng 9 năm 1989, trước sự chứng kiến của giới truyền thông quốc tế, các đơn vị cuối cùng của quân tình nguyện Việt Nam rút quân về nước trong sự lưu luyến của nhân dân Campuchia. Một minh chứng không thể chối cãi là trong suốt những năm sau đó thì Campuchia đã cho xây dựng các tượng đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Tính đến năm 2022, có khoảng 28 tượng đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã được lần lượt xây dựng tại các tỉnh, thành, xứ sở, chùa tháp. Việt Nam đã làm được điều mà chưa có quốc gia nào dám làm.
Đấy là chủ nghĩa nhân văn cao cả, chủ nghĩa nhân đạo cao cả của Việt Nam. Nhớ lại cái sự kiện bi thương này cũng là một bài học lịch sử để chúng ta suy nghĩ cho hôm nay. Và khi nhắc lại sự kiện này, tuyệt đối không phải để gây hận thù, nhưng phải nói rõ sự thật lịch sử để thấm thía, để giữ gìn, để phát triển quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc Campuchia, Việt Nam tốt hơn. Ngày nay, các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách xuyên tạc. Chúng ta cần phải nói rõ để nhân dân trong nước, nhân dân thế giới và nhân dân Campuchia hiểu về một sự thật lịch sử không thể nào quên lãng. Và đó là toàn bộ những tin tức sâu sắc nhất được các nhân chứng kể lại sau 45 năm chiến tranh biên giới Tây Nam. Quý vị có cảm nhận như thế nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ cho chúng tôi vào phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ, thời lượng của video này xin được khép lại. Quý vị hãy đăng ký kênh Hồ sơ quyền lực để nhận được những video mới nhất trên kênh. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Giải mật, vị chỉ huy Việt Cộng, biệt danh Báo Đen. Nỗi kinh hoàng của lính Việt Nam Cộng Hòa khu vực miền Trung. Trong thời kỳ chiến tranh nội thành Hội An những ngày tháng đỏ lửa, với những bóng đen thoát ẩn, thoát hiện, với những trận đánh kinh hoàng đã gây thiệt hại nặng nề cho quân địch, gieo rắc sự hoang mang khiến kẻ thù ngày đêm lo sợ. Đặc biệt trong đó phải kể tới nỗi ám ảnh mang tên thủ lĩnh Báo Đen. Thủ lĩnh lực lượng biệt động thành mà quân địch gắt gao truy tìm tiêu diệt, cho đến cả khi bị bắt giam đẩy đi Côn Đảo, các chiến sĩ ấy vẫn kiên cường đấu tranh giữ vững bản lĩnh cách mạng. Hãy cùng tìm hiểu thân thế của vị thủ lĩnh Báo Đen, nỗi ám ảnh của quân đội Mỹ ngụy năm xưa trong video sau của chúng tôi. Thủ lĩnh Báo Đen, nỗi kinh hoàng của Việt Nam Cộng Hòa. Đội biệt động thành Hội An, những chiến công vang dội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhất là giai đoạn 1964-1968. Biệt động thành phố Hội An là một trong những lực lượng quan trọng, hợp lực cùng các lực lượng đấu tranh khác ở Hội An liên tục tấn công địch, gây cho chúng nhiều tổn thất nặng nề, qua đó góp phần tạo nên thế và lực cho phong trào đấu tranh cách mạng ở Hội An tiến lên, giành thắng lợi cuối cùng vào mùa xuân lịch sử năm 1975. Cũng như trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Hội An được chính quyền Mỹ Diệm lựa chọn làm tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam. Toàn bộ khu vực nội ô nằm trong vùng địch chiếm đóng. Ở đó, định cho xây dựng hệ thống các cơ quan đầu não với các lực lượng ngụy quân, ngụy quyền, tập trung số lượng lớn. Không những vậy, đến năm 1965, bọn phản động khét tiếng, gian ác ở các nơi đã tập trung về tỉnh lỵ Hội An, bổ sung vào ngụy quyền các cấp. Đặc biệt, từ hồi tháng 5 năm 1966, khi lực lượng viễn chinh Mỹ chính thức tham chiến ở Hội An, chúng tăng cường xây dựng hệ thống bố phòng chốt điểm dày đặc trong nội ô. Trên các ngã đường, nhiều sắc lính thường xuyên tuần tra, canh gác, bọn gián điệp cũng được cài cắm khắp nơi nhằm tìm kiếm phá hoại cơ sở cách mạng của ta. Có thể nói, cách mạng Hội An giai đoạn này gặp muôn vàn khó khăn, thử thách, nhất là phong trào trong vùng nội ô. Dưới sự lãnh đạo của Thị ủy Hội An, vào tháng 3 năm 1964, đội vũ trang tuyên truyền Hội An ra đời, ban đầu chỉ có 9 đồng chí và 3 cơ sở. Đến năm 1967, đã có trên 50 người và 9 cơ sở tham gia, góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng ở nội ô phát triển mạnh. Tháng 9 năm 1966, đội vũ trang tuyên truyền đổi thành đội biệt động thành với 59 cán bộ chiến sĩ. Vừa ra đời, đội đã huy động và tổ chức được nhiều thanh niên quyết tử tấn công và tiêu diệt bọn ác ôn, vận động và kêu gọi binh lính địch phản chiến cùng đồng bào xuống đường biểu tình chống Mỹ, ngụy. Nhiều trận đánh gan dạ bất ngờ làm cho địch bao phen bạt vía kinh hoàng. Những trận đánh gan dạ đó tiêu biểu như sau. Rạng sáng ngày 2 tháng 9 năm 1966, một tổ biệt động bí mật đột nhập vào đình Ông Voi, treo cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam trên nóc đình. Lá cờ tung bay phấp phới trước sự phấn khởi của người dân vì lần đầu tiên được nhìn thấy cờ cách mạng bay giữa lòng địch. Tháng 5 năm 1967, ba chiến sĩ biệt động làm thợ trang trí nội thất trong sở Mỹ, lợi dụng thời cơ đột nhập vào phòng viên đại tá cố vấn tình báo Mỹ.
đặt mình tự tạo tiêu diệt hai tên tình báo Mỹ, năm tên Mỹ khác bị thương. Sở Mỹ bị phá hủy hoàn toàn. Ngày 5 tháng 7 năm 1967, Biệt Động Thành tập kích bằng lựu đạn và ti kiến thiết, ti điển địa và đồn quân cảnh. Cảnh sát diệt 15 tên địch làm hàng chục tên khác bị thương, trong đó có 3 tên ác ôn khét tiếng. Trận đánh ác liệt nhất là diễn ra từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 1968, khi đội phối hợp với tiểu đội trinh sát tấn công vào trung tâm dân ý vụ, tức là CIA, bị địch phát hiện và bao vây khắp nơi. Đội trưởng liền chỉ huy một tổ khác nổ súng giải vây cho các đồng chí đang kẹt trong chùa Lễ Nghĩa. Cuộc chiến đấu không cân sức 1-100, nhưng ta đã diệt hơn 100 tên địch. Còn phía ta, nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Đội trưởng và nhiều chiến sĩ khác bị bắt. Không sờn trí, vào đêm ngày 31 tháng 12 năm 1969, một chiến sĩ biệt động đã cải trang thành người câu cá, đặt mìn vào đoàn tàu hải quân ngụy đậu trên sông Bạch Đằng. Mìn nổ làm 2 tên sĩ quan chết tại chỗ, 3 tên khác bị thương. Tàu chiến bị hư hỏng nặng. Tháng 5 năm 1972, biệt động bí mật đặt mìn vào xe Z của cảnh sát tại nhà hàng Bảo Anh. Khi xe chạy phát nổ, làm chết và bị thương 4 tên địch, Mỹ ngụy đã tung nhiều sắc lính truy tìm tên Việt Cộng cỡ bự mang biệt danh Báo Đen. Đó là ông Đinh Văn Lời, đội trưởng đội biệt động thành Hội An. Cựu chiến binh Đinh Văn Lời sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông nội và cha từng bị địch bắt tù đày, tra tấn dã man gần 3 năm ở nhà lao Hội An. Hai người chú và cô ruột đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Noi gương cha chú, 14 tuổi, ông đã tình nguyện tham gia cách mạng và được tổ chức bố trí cài vào nội thành Hội An, gây dựng cơ sở hoạt động hợp pháp trong lòng địch tại số nhà 70 Lê Lợi. Nhiệm vụ chính là tuyên truyền giác ngộ cách mạng cho quần chúng nhân dân và xây dựng lực lượng biệt động thành Hội An. 17 tuổi, ông được kết nạp Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam. Để hoạt động giữa lòng địch, ban ngày ông đã làm đầy tớ và học nghề mộc kiếm sống. Ban đêm thì tham gia cách mạng. Từ năm 1964-1965, ông chỉ huy phát truyền đơn, khẩu hiệu, áp phích, tuyên truyền chống Mỹ, Thiệu trong khu vực nội thành Hội An. Trực tiếp ám sát nhiều tên ác ôn, đốt cháy hàng loạt xe Z và xe bọc thép ngay giữa thành phố, khiến quân địch hoang mang, lo sợ. Người chiến sĩ với biệt danh Báo Đen một thời làm quân thủ khiếp sợ mỗi khi nhắc đến. Ông cho biết Báo Đen là biệt hiệu do quân địch đặt sau nhiều lần truy đuổi theo người đàn ông mặc đồ đen che kín mặt, đánh nhanh chớp nhoáng, chạy nhanh lần thoát tài tình, nên chúng mới dùng biệt hiệu Báo Đen này. Lúc đó, hoạt động giữa lòng địch nên mọi thứ đều phải bí mật, kể cả với gia đình, bạn bè. Cho đến sau giải phóng, địch vẫn không biết Báo Đen là ai. Cựu chiến binh Đinh Văn Lời, nay trú tại phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, cứ mỗi lần nhớ lại quãng đời hoạt động cách mạng của mình, đều không khỏi bồi hồi xúc động. Đặc biệt là khi kể đến câu chuyện thủ lĩnh Báo Đen, ông đều bất giác bật cười. Cho đến tận bây giờ, nhiều người trước đây từng làm cảnh sát an ninh dưới chế độ Sài Gòn cũ, đang sống tại Hội An, khi gặp ông Lời vẫn hỏi rằng ông có biết Báo Đen mà lực lượng cảnh sát an ninh Việt Nam Cộng Hòa truy lùng khi đó là ai không? Thú vị ở chỗ, những người này không hề hay biết người mà họ đang hỏi chính là thủ lĩnh Báo Đen kia. Họ chỉ thấy ông Lời là một người lính từng tham gia cách mạng tại Hội An năm xưa. Thậm chí, trong quá khứ, rất nhiều lần trưởng đồn cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa tại Hội An lui tới xưởng mộc Đinh Văn Lời để dò xét, nhưng không chút mảy may nghi ngờ thành viên chủ lực của biệt động thành Hội An lại là một thiếu niên chưa đầy 18 tuổi. Nỗi ám ảnh mang tên Báo Đen. Từ năm 1967, chiến sĩ Đinh Văn Lời đảm nhiệm chức vụ đội trưởng biệt động thành Hội An. Trong thời gian làm nhiệm vụ, ông Lời đã đặt sự an toàn của cả đội lên trên hết, phòng trừ tối đa các nguy cơ dẫn đến việc bị bại lộ và gây thiệt hại cho lực lượng. Vì vậy mà rất hiếm khi đội trưởng Lời cho đồng đội tham gia các trận đánh táo bạo trong nội thành. Từ chủ trương trên, nên ngoài ông Lời, chủ yếu chỉ có 2 đồng đội khác là Phan Công Đủ và Bùi Xuân Thanh cùng tham gia tổ chức các trận đánh gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng địch và được chúng kinh sợ gọi là Báo Đen. Theo lời kể của ông Phan Công Đủ, ngày ấy chủ yếu sử dụng máy nổ,
chỉ thỉnh thoảng vào ban đêm mới dùng điện bật vài ngọn đèn đường heo hắt. Đã có hàng chục lần, địch giải quân bố sát tiêu diệt cho bằng được những cái bóng thoát ẩn thoát hiện dưới ánh đèn mờ sau các trận bị phục kích, nhưng không tài nào bắt được. Ngoài ra, đội trưởng Đinh Văn Lời còn nhiều lần cùng đồng đội phải mở nắp cống chui xuống, bò gần cả cây số để thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, hay nằm trên nóc những ngôi nhà cổ để tránh sự truy lùng của địch. Trong ký ức về những năm tháng chiến đấu tại Hội An, ông Lời không sao quên được trận đánh vô cùng táo bạo diễn ra vào tối ngày 23 tháng 9 năm 1967. Sau khi tìm hiểu và nắm được quy luật hoạt động của địch, chúng hàng đêm thường đỗ xe ở các ngã tư đường phố rồi đi đánh bạc. Đội trưởng Lời cùng anh em tiếp cận hai thùng xe bọc thép rồi cẩn thận đặt vào đó mìn hẹn giờ. Mìn phát nổ, địch chạy tán loạn ra chỗ xe đậu thì tiếp tục bị lực lượng biệt động thành phục kích đánh bằng lựu đạn. Nhưng địch không thể ngờ rằng ông Lời nhân lúc hỗn loạn đã tham gia đưa binh lính địch lên cáng cứu thương, mục đích tạo ra bằng chứng ngoại phạm, cùng lúc đó tiếp tục vòng ra đánh thêm một trận trước khi rút đi trong bóng đêm. Chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 gần đi đến hồi kết thì cơ sở bí mật của ta bị quân địch phát giác. Chúng thẳng tay loại trừ nhiều chiến sĩ biệt động thành Hội An, bắt bớ Đinh Văn Lời và một số người khác. Địch bắt ông Lời trong trận đánh tại chùa Lễ Nghĩa, nay là chùa Ngũ Ban, vào ngày 5 tháng 5 năm 1968. Chúng cởi áo rồi dùng báng súng rùi cui, roi điện dúi vào người ông, làm máu tràn ra mũi, miệng. Tra khảo ông: "Mày cầm đầu đặc công Việt Cộng phải không? Báo đen là ai?" Chết đi sống lại nhiều lần, ông Lời vẫn một mực: "Tôi làm tôi nhận, tôi không biết ai hết." Ngày 3 tháng 7 năm 1968, tỉnh trưởng Quảng Nam, Trung tá Lê Chí Tín đã ký công văn tối khẩn mật gửi văn phòng thủ phủ tướng Tòa án Quân sự vùng 1 chiến thuật, đề nghị truy tố bọn cơ sở đặc công Việt Cộng tại Hội An với tội trạng của 34 phần tử Việt Cộng, trong đó ông Lời được liệt vào phần tử cộng cán. Tòa án Quân sự Việt Nam Cộng Hòa đã xét xử và tuyên án 14 chiến sĩ với mức từ 5 đến 20 năm tù khổ sai. Trong đó, ông Lời chịu mức 20 năm tù khổ sai và đưa vào khán trí hòa giam cầm. Tháng 10 năm 1968, địch đẩy ông ra Côn Đảo. Chống chảo cờ địch ở Côn Đảo. Trong vòng chưa đầy một tháng, một nửa số chiến sĩ của ta đã nhanh chóng bị đẩy ra Côn Đảo. Trước đó, quân địch còn giam 17 đồng chí biệt động thành Hội An ở khán trí hòa một tuần. Song các anh vẫn can trường, không khai lấy một từ và kiên quyết chống lệnh chào cờ. Ngay khi đến Côn Đảo, binh lính địch tại bến tàu đã chào đón các biệt động thành Hội An cùng gần 150 người khác bằng những ngón đòn dằn mặt, bị đánh tới tấp bằng báng súng từ hai hàng lính Việt Nam Cộng Hòa chờ sẵn. Hai hàng lính này kéo dài tới gần cây số. Ông Lời kể lại kèm theo những trận đòn đó là lời dằn mặt đầy thách thức: "Đây là Côn Đảo chứ không phải đất liền đâu, tụi bay nghe chưa?" Tại nhà tù Côn Đảo, quân địch bằng mọi mưu hèn kế bẩn, chưa dù các chiến sĩ cách mạng, đặc biệt bắt ép tù nhân thực hiện nghi lễ chào cờ. Các tên quản giáo nhà tù ngày nào cũng làm đi làm lại công việc, từ mềm dẻo kêu gọi tù nhân chấp hành nội quy, đến cứng rắn gọi từng người vào phòng trống rồi dùng đòn roi tra tấn bắt phải khuất phục. Chúng không đạt được mục đích, liền nghĩ cách trả thù khủng bố tinh thần tù bằng cách ném lựu đạn cay vào các buồng giam. Sau này, ông Phan Công Đủ đã thuật lại câu chuyện ngày đó như sau: "Tôi được tổ chức phân công sẵn sàng nhảy ra ôm lựu đạn nhúng vào thùng nước tiểu để xỉ hơi. Mọi việc chỉ gọn gọn trong khoảng 10 giây. Nếu chậm chân, cả buồng giam sẽ chịu hậu quả nặng nề." Với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, chúng rất coi trọng việc tù nhân chào cờ, bởi điều đó thể hiện sự khuất phục về mặt ý chí. Các biệt động thành Hội An đã quả cảm tại Côn Đảo ngày ấy đều đồng nhất ý chí: bên ngoài song sắt mới là ngục tù, còn phía trong là cơ sở cách mạng. Dù bị tách biệt với thế giới bên ngoài, song các anh chiến sĩ của ta vẫn nắm rõ mọi tin tức, chủ trương của cách mạng. Người nhận tin tức từ cấp trên thông qua radio chôn trong tường hoặc các mẩu giấy từ các lần đưa cơm tạp dịch là đồng chí Đinh Văn Lời, sau đó truyền lại cho tù nhân ở buồng giam khác. Dù bị ngăn cách bởi những thanh sắt kiên cố, nhưng ông Lời và đồng đội
vẫn hay tin Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, nghe đầy đủ bản di chúc của Người, hay các tin thắng trận giòn giã từ các mặt trận. Từ đó củng cố tinh thần vững tin tranh đấu cho ngày tự do, độc lập. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết, các tù nhân được trao trả về với cách mạng. Nhưng ông Lời vẫn bị địch nhốt, rồi đưa vào khu cấm cố hòng thủ tiêu ông. Nhờ sự đấu tranh quyết liệt của anh em tù nhân, ngày 22 tháng 2 năm 1974, ông mới được trao trả trong đợt cuối cùng. Đội trưởng báo đen Đinh Văn Lời, mục tiêu lùng sục của địch năm xưa, nay đã về với đời thường, vẫn tỏ rõ chất lính biệt động ở tinh thần dám nghĩ, dám làm. Sau giải phóng, ông Đinh Văn Lời trở về tham gia công tác tại địa phương. Hơn 10 năm được cha mẹ để lại hai sào đất tại làng Nam Ngạn. Nhưng rồi, một cơn cuồng nộ của thiên nhiên đã cuốn trôi tất cả. Không nản lòng, vợ chồng ông bàn tính chuyện chèo đò kiếm tiền nuôi con. Công việc chèo đò bấp bênh, ông quay lại với nghề mộc xưa kia, cầm cố căn nhà cấp 4 cha mẹ để lại, mở xưởng mộc, quyết chí đi lên. Với quyết tâm vươn lên xóa bỏ đói nghèo và lạc hậu, cựu chiến binh Đinh Văn Lời từng bước xây dựng và phát triển các loại hình sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa phong phú, đáp ứng được nhu cầu tham quan và mua sắm của khách du lịch trong và ngoài nước. Năm 2001, từ một cơ sở nhỏ, ông quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Mộc Kim Bồng, từ đó tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động địa phương và các đối tượng chính sách. Sản phẩm của cơ sở được xuất khẩu đi 14 nước trên thế giới, nhất là thị trường châu Âu, châu Mỹ. Bình quân hàng tháng, công ty đón từ 1.000 đến 1.500 lượt khách đến tham quan. Bên cạnh đó, ông còn đầu tư hàng trăm triệu đồng và chục tấn gạo để mở trung tâm nuôi dưỡng và dạy nghề miễn phí cho hơn 150 người. Hiện nay, số học viên này đều có việc làm thường xuyên, đời sống, kinh tế ổn định. Ngoài ra, đối với công tác từ thiện, ông cũng đóng góp và ủng hộ hàng trăm triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho bà mẹ Việt Nam anh hùng. Với những thành tựu đạt được, cựu chiến binh Đinh Văn Lời đã được tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương, bằng khen và giấy khen. Trong đó có hai lần được dự Đại hội Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và trung ương. Ông chia sẻ, bản chất người lính Cụ Hồ luôn kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu cũng như trong thời bình. Những năm tháng chiến tranh đã tôi luyện cho tôi nhiều đức tính quan trọng, can trường, quyết chí vươn lên. Bên cạnh đó, mình có điều kiện thì phải cố gắng giúp đỡ, san sẻ cho nhiều người cần giúp đỡ. Đó mới là điều người cựu chiến binh nên làm. Hiện nay, ông đã bàn giao công việc kinh doanh cho các con. Nhưng những gì ông đã làm vẫn luôn là bài học về sự tự lực vươn lên cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Quý vị thân mến, xuất quỷ nhập thần dũng cảm, gan dạ, táo bạo, khôn khéo, có trái tim thép là những gì mà người dân Hội An yêu mến nói về biệt động Hội An. Hàng trăm trận đánh đã khiến cho địch mất ăn, mất ngủ. Những chiến công của biệt động Hội An đã góp phần đánh cho Mỹ cút, đánh cho bị nhào. Bạn nghĩ gì về sự gan cường, bất khuất của những chiến sĩ đội biệt động thành Hội An? Hãy chia sẻ ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh Hồ Sơ Quyền Lực để có thể đón xem những video mới nhất trên kênh. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Toàn cảnh trao trả tù binh năm 1973. Lãnh đạo quân giải phóng đập tan mưu đồ lật lọng của Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam chính thức được ký kết tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp. Đây là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân ta ở cả hai miền đất nước, đã tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh các điều khoản về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, hiệp định còn có chính sách trao trả tù binh giữa các bên. Theo đó, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa bàn giao danh sách hơn 26.700 người đang bị bắt giữ cho chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Mời quý vị hãy cùng xem lại chi tiết sự kiện trao trả tù binh giữa ta và địch năm 1973 trong video ngay sau đây. Sự kiện trao trả tù binh năm 1973, quân ta đập tan mưu đồ lật lọng
của Việt Nam Cộng Hòa. Ta và địch sau khi trao đổi đã lựa chọn địa điểm Đức Phổ Quảng Ngãi, Bồng Sơn Bình Định, Hố Nai Đồng Nai, Lộc Ninh Bình Phước để thực hiện trao trả tù binh. Trong đó, thị xã Quảng Trị là một trong hai địa điểm chính cùng với Lộc Ninh Bình Phước. Khoảng hơn nửa thế kỷ trở về trước, đồng chí chính trị viên tỉnh đội Quảng Trị Lương Chí Hiền, nay đã ngoài 96 tuổi, được lệnh giữ chức vụ trưởng đoàn trao trả tù binh phía Việt Nam, đi theo phó tá ông gồm có phó đoàn và 18 người khác. Ngoài đoàn công tác còn có nhiều đơn vị phụ trách tiếp đón hậu cần, văn nghệ. Theo hồi ức của ông Hiền, sự kiện trao trả tù binh năm ấy diễn ra tại bờ bắc sông Thạch Hãn, cách quốc lộ 1 hiện nay khoảng 0,5 km. Xung quanh mọc đầy cỏ dại, lau lách tùm. Đội quân của ông phải cẩn thận đi giả phá bom mìn, sau đó dựng lều trại dã chiến. Quân dân Quảng Trị cùng sư đoàn 325 khẩn trương làm công tác hậu cần, chuẩn bị cổng trào, băng cờ, khẩu hiệu, lán trại, bệnh xá, trong khí thế sẵn sàng đón đồng đội trở về. Khu vực bắc bờ sông Thạch Hãn, theo chỉ đạo dựng 5 nhà bạt tương ứng với nơi làm việc của 5 phái đoàn, bao gồm Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ và Ủy ban Giám sát Quốc tế. Bên cạnh đó, sắp xếp một khoảng đất làm hội trường hội họp, liên hoan văn nghệ chung cho các đoàn. Cách khu vực trao trả khoảng 5 km về phía Bắc là nơi đón tiếp trung chuyển cán bộ chiến sĩ. Trước khi diễn ra cuộc trao trả tù binh chính thức, các bên đã có một cuộc họp bàn phương thức làm việc. Ông Hiền trong phiên thảo luận đã đưa ra ý kiến mỗi ngày các bên sẽ trao trả một đại đội khoảng 100 người theo cách thức trả tù binh quân sự trước, rồi đến tù chính trị sau. Đợt trao trả tù binh đầu tiên diễn ra vào ngày 12 tháng 3 năm 1973. Đầu giờ sáng, các bên bàn bạc trao đổi danh sách tù binh cho nhau để kiểm tra. Một lúc sau, Việt Nam Cộng Hòa dùng cano chở tù binh từ bãi đất ở bờ nam sông Thạch Hãn qua sông. Mỗi chuyến có khoảng 20 chiến sĩ. Nhiều người trong đó tình trạng gầy còm, ốm yếu, không thể đi lại. Cano vừa cập bờ, lập tức lực lượng tiếp đón của ta ùa xuống. Cứ hai người dìu một chiến sĩ lên bờ cẩn thận chăm sóc. Tương tự, tù binh Việt Nam Cộng Hòa được bàn giao từng tốp trở sang bờ nam bằng cano và được tặng quà gồm sách vở, bút máy. Giữa buổi, các đoàn giải lao 20 phút, ông Hiền kể lại: mình chuẩn bị nước trà, bánh kẹo từ miền Bắc đưa vào, biểu diễn văn nghệ chung cho các đoàn ở hội trường Thống Nhất, nhằm tạo bầu không khí gắn kết giữa các đoàn vốn nhiều năm ở hai đầu chiến tuyến. Khi việc trao trả kết thúc, các bên đọc to danh sách, ký và bàn giao biên bản. Những ngày đầu thực thi điều lệnh, các máy bay trực thăng của Lầu Năm Góc vẫn vi phạm Hiệp định Paris, bay lượn trên không phận vào khu vực trao trả. Ông Hiền cùng phái đoàn Việt Nam thẳng thắn lên án, yêu cầu Mỹ đưa ra lời xin lỗi và lập tức chấm dứt vi phạm. Bên cạnh đó, ở bờ Nam, các cán bộ chiến sĩ của ta cũng có lúc trở nên ồn ào, nôn nóng, được trở về, khiến ông Hiền hoặc phó đoàn phải đi thuyền sang Trấn An. Đến cuối tháng 4 năm 1973, công tác trao trả tù binh kết thúc, các buổi hoạt động diễn ra thuận lợi, trong không khí vui vẻ giữa các bên. Theo lời kể của ông Hiền, phía Mỹ ngụy không trà trộn phản động vào quấy phá, còn ta cũng nhận lại được nhiều cán bộ cốt cán. Một nhân chứng sống trong lần trao trả tù binh năm ấy là ông Mai Văn Lớp, nay đã ngoài 80 tuổi, trú ở huyện Hải Lăng. Năm 1970, chiến sĩ Mai Văn Lớp đang là bộ đội địa phương làm nhiệm vụ ở Nam Hải Lăng thì bị địch phục kích và bắt giam tại Phú Quốc. Cho đến khi Hiệp định Paris được thực thi vào sáng ngày 26 tháng 3, các tù nhân phía ta, trong đó có đồng chí Lớp, lên máy bay C-130 di chuyển đến sân bay Phú Bài, sau đó trung chuyển ra bờ nam sông Thạch Hãn. Ông Lớp xúc động tâm sự: sau mấy năm bị giam cầm, nhìn thấy cờ giải phóng, chúng tôi rất phấn chấn, biết chắc mình còn sống trở về với quê hương, gia đình. Khi lên đến cano, ông Lớp cũng như nhiều bạn tù cởi bỏ lớp áo tù binh, vứt lại, chỉ mang mỗi chiếc quần cộc. Nhiều người xúc động vừa cười nói vừa khóc mếu máo. Chuyến cano chở ông Lớp
cùng các bạn tù trở về hậu phương, khi cách khu vực đón tiếp khoảng 5 km, thì ai nấy đều như được hồi sinh, phấn chấn vô cùng. Các chiến sĩ được gặp lại anh em đơn vị cũ, gia đình từng giúp đỡ trong chiến tranh, lập tức ôm nhau khóc. Cả đêm đó, cạnh nhau hàn huyên ôn lại chuyện cũ. Đến sáng hôm sau, tất cả lại biện diện chia tay. Ông lớp theo đoàn ra phía Bắc an dưỡng. Bên cạnh những cảnh tượng sum vầy hạnh phúc, cũng có không ít cha mẹ, vợ con đến chờ đợi nhiều ngày để được gặp lại người chồng, người con sau 3 năm tù đầy xa cách. Nhưng đáng tiếc rằng, người thân của họ không may đã hy sinh khi chiến đấu trong tù. Địch lật lọng khi trao trả tù binh. Đêm ngày 11 tháng 2 năm 1973, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhận được tin báo trại giam Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai không trao trả hơn 900 tù binh. Theo nghị định thư trao trả tù binh đã ký kết ở Hiệp định Paris, lập tức trưởng đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam là Trần Văn Trà triệu tập cuộc họp khẩn. Theo đó, đồng chí Trà đưa ra kết luận sự việc xảy ra có hai khả năng là địch phá hoại hoặc anh em ta không tin có việc trao trả tù binh nên mới yêu cầu gặp đại diện phái đoàn ta. Đồng thời, đồng chí Trà đã chỉ đạo đồng chí Vũ Bình phụ trách đoàn cán bộ và một số phóng viên đến trại giam Tam Hiệp để giải quyết tình hình. Phái đoàn ta có mặt tại trận Tam Hiệp vào trưa ngày 12 tháng 2 năm 1973. Tên giám đốc trại giam nhanh chóng giả hoạt nói rằng đã cho sĩ quan tâm lý chiến xuống trại nói về việc trao trả tù binh, nhưng các tù binh không đi và yêu cầu được gặp đại diện phái đoàn của ta. Đoán được sự tráo trở của quân địch, phái đoàn ta cương quyết yêu cầu phía trại giam về thực hiện nghiêm túc các nội dung theo văn bản đã ký tại Hiệp định Paris. Nếu không thì các tù binh Mỹ cũng sẽ không được trao trả. Quân địch nghe vậy trở nên lúng túng. Sau một lúc thì thầm trao đổi, thì mấy tên trong ban giám đốc trại giam nhất trí trao trả theo yêu cầu của ta. Trưởng đoàn Vũ Bình, phía ta, nâng cao cảnh giác không cho chúng cơ hội lật lọng, liền yêu cầu 12 tù binh có mặt đối chứng trước đó và đoàn công tác đứng xen kẽ để chụp ảnh kỷ niệm. Phía trại giam đã thực hiện trả theo từng trại. Người ốm nặng cho đi trước, xe ô tô đưa đoàn ra sân bay, không được cắm hoặc sơn cờ ba que. Đến chiều cùng ngày, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã trao trả 27 tù binh Mỹ ở Lộc Ninh, Bình Phước trong sự lưu luyến từ chính những người tù binh Mỹ. Họ tỏ sự biết ơn về hành động nhân đạo chính nghĩa của quân giải phóng miền Nam đối với họ. Một tù binh trong đó còn nắm tay bác sĩ Việt Nam xúc động nói to: "Đây là ông bác sĩ giải phóng, vị cứu tinh của tôi. Nếu không có ông thì tôi đã chết vì vết thương rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng này." Nhân chứng lịch sử. Trong suốt thời gian tháng 2 và tháng 3 năm 1973, các sĩ quan trong trại David chủ yếu tập trung làm nhiệm vụ giám sát trao trả tù binh. Theo các số liệu được ghi lại, phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã trao trả 426 phi công Mỹ tại sân bay Gia Lâm đúng như danh sách đã báo ở Paris. Phía Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trả 127 tù binh Mỹ ở Lộc Ninh, sau đó bổ sung thêm một người còn lại ở Trà Vinh. Các cuộc trao trả tù binh từ hai phía người Việt được tổ chức nhiều nơi như đã nói ở trên. Tổng cộng qua các lần thực thi điều khoản trong Hiệp định Paris, quân giải phóng nhận lại 26.492 quân nhân, 5.075 nhân viên dân sự và trả lại cho phía Sài Gòn 6.063 người. Không ít những cuộc trao trả tù binh ở phía Nam gặp sự cố bởi các lý do như vị trí thuộc vùng giải phóng, máy bay lạc tọa độ hoặc trong vùng sôi đậu giữa hai phía bị chiến sự. Thậm chí đã xảy ra những vụ mang tính nghiêm trọng đến mức phải hủy bỏ trao đổi như là ở Đức Phổ, Quảng Ngãi. Trong hồi tưởng của cựu đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, Nguyễn Ngọc Dung từng tham gia tại Davis với quân hàm thiếu tá ban trao trả. Một lần, bà ngồi trên trực thăng Sài Gòn bay đến Minh Hòa, Bình Long. Phi công lái UH-1 đến tọa độ đã hẹn, nhưng không tìm thấy bãi đáp. Lúc đó, xung quanh không có tín hiệu gì ngoài khói đốt rơm rạ mù mịt. Bà bảo phi công bay thêm ra vùng giải phóng, nhưng họ quyết liệt phản đối vì đi nữa là chết.
sự việc tưởng như đi vào bế tắc. May mắn thay, bỗng có anh em chạy ra. Khi hạ cánh an toàn thì bà mới biết người ta đã rút đi mấy ngày hôm nay rồi. Đây đang đánh nhau thì làm gì có trao trả. Các sĩ quan trong trại Davis bên cạnh nhiệm vụ trao trả tù binh còn thực hiện giám sát việc rút quân Mỹ. Theo lời kể từ Đại tá Vũ Nam Bình, năm đó lễ hạ cờ Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ ở Việt Nam cũng có quân nhạc, nhưng diễn ra trong không khí trầm buồn và nhanh chóng kết thúc. Đến 10 giờ sáng ngày 29 tháng 3, Mỹ tuyên bố hệ thống điện thoại quân sự Mỹ chấm dứt hoạt động ở miền Nam Việt Nam. Cùng lúc, các sĩ quan giám sát ở trại Davis đã đứng bên đường băng Tân Sơn Nhất, chứng kiến hình ảnh quân nhân Mỹ cuối cùng rút khỏi Việt Nam. Trong ánh mắt giám sát của quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, 2.501 lính Mỹ lặng lẽ cất súng bước về phía bên kia ranh giới. Chiếc DC-9 sẽ thực hiện chuyến bay cuối cùng vào 16 giờ 25 phút. Người lên máy bay sau cùng là một viên thượng nghị sĩ Mỹ. Bất ngờ, cửa máy bay mở lại, Đại tá Mỹ O'Dell bước xuống, khui chai champagne uống với các sĩ quan Sài Gòn đang đứng tiễn vô tình hoặc có thể đã được sắp đặt trước, trở thành quân nhân cuối cùng rút khỏi Việt Nam vào ngày 29 tháng 3 năm 1973. Ly rượu chia tay đắng như dấu chấm hết chuỗi ngày hợp tác thành đồng minh của quân đội Mỹ và Sài Gòn. Giây phút ấy còn có sự chứng kiến đầy nuối tiếc của Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ánh mắt ông ta dường như đắm chìm suy tư trong một hồi kết đang đến. Trưởng ban bảo vệ nội bộ trại Davis, Đại tá Vũ Nam Bình còn nhớ ngày đó, quân giải phóng nhiều lần trở thành người đưa thư cho quân Sài Gòn. Những lần tiếp xúc với phía bên kia, anh em trại Davis tìm hiểu họ có người thân ở miền Bắc và chủ động liên lạc giúp. Điển hình như trường hợp của Trung tá Vị của quân đội Sài Gòn còn cha ở phố Hàng Đào, Hà Nội và một người anh đang đi kháng chiến. Về sau, một sĩ quan quân giải phóng trại Davis nói cho Vị biết vừa gặp một ông cụ tên X ở Hà Nội. Trung tá Vị nghe được thì sững sờ, nhận đó chính là cha mình và nhờ tìm hiểu thêm về tình hình mẹ mình thế nào. Nửa tháng sau, bên ngoài gửi cho ông Vị thư từ và cả hình ảnh cha mẹ từ Hà Nội. Lá thư được sĩ quan quân giải phóng trại Davis bí mật trao cho Trung tá Vị trong giờ giải lao trong một cuộc họp ở Tân Sơn Nhất. Viên Trung tá rất xúc động, viết thư hồi đáp lại, rồi tiếp tục nhờ kênh này gửi ra quê. Nhớ ngày trao trả tù binh. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, hơn 900 nữ chiến sĩ cách mạng từng bị giam giữ ở trại giam Phú Tài, Bình Định, sau chuyển vào Cần Thơ, đã được trao trả tại Lộc Ninh, Bình Phước. Chúng tôi xin mang lại câu chuyện của một cựu nữ tù binh tên là Trần Duy Phương, quê ở Quảng Nam, về những giờ phút hạnh phúc và tự do trong ngày được trao trả. Câu chuyện do chính bà kể với phóng viên báo chí như sau. Trong chiến đấu, khi bị sa vào tay giặc, phải khoác lên người chiếc áo tù binh, chúng tôi đã xác định và chuẩn bị tư tưởng, trường kỳ, nơi ngục tù. Nhưng vào tháng 5 năm 1972, trước việc địch di chuyển toàn bộ nữ tù binh ở Phú Tài vào Cần Thơ và những tin tức chiến thắng dồn dập từ bên ngoài, như báo hiệu cho chúng tôi ngày toàn thắng của quân ta không còn xa nữa. Ngày được Hiệp định Paris ký kết, lòng chúng tôi phơi phới. Chiều ngày 14 tháng 2 năm 1973, địch cho điểm danh sớm hơn thường lệ. Tên thiếu tá Hoạt vào gặp chị em với vẻ trịnh trọng. Ông ta thông báo ngày mai chúng tôi sẽ được trao trả về với mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, nhưng không cho biết địa điểm trao trả. Sáng ngày 15 tháng 2, chúng tôi được gọi điểm danh sớm. Trong 105 người chúng gọi tuyển đầu tiên có tôi. Từ trại giam, chúng tôi được chở trên 4 chiếc xe GMC để ra sân bay, đi giữa rừng cờ địch mà chúng tôi hát vang những bài ca cách mạng. Những tên quân cảnh bị áp tải với nét mặt lầm lì, hậm hực, nhưng chẳng tên nào dám mở miệng để nói lời cấm đoán chúng tôi. Trong sân bay, chiếc máy bay vận tải C-130 có cái bụng căng tròn đang đậu sẵn chờ đợi. Chúng tôi không quá lạc quan đến mức mất cảnh giác và cũng không nghĩ kẻ thù đê hèn có thể chở chúng tôi đến giam ở một nơi nào đó khác hoặc đưa đi thủ tiêu. Nhưng ngồi trên máy bay chưa đầy nửa giờ, chúng tôi nghe máy bay hạ dần độ cao rồi đáp xuống mặt đất.
khi cánh cửa lớn ở đuôi máy bay từ từ hạ xuống. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là lá cờ nửa đỏ nửa xanh sao vàng năm cánh đang phần phật bay trong gió, được cắm trên nền đất đỏ au. Không ai bảo ai, chúng tôi gần như nhất loạt reo lên trong tiếng nấc nghẹn ngào. Ôi cờ giải phóng, cờ giải phóng! Người nào cũng ràn rụa nước mắt. Trên những gương mặt tươi cười có vài chị em xúc động quá còn ngất đi. Những người đón tiếp chúng tôi đầu đội mũ tai bèo, tay đeo băng đỏ, ngực đeo ảnh Bác Hồ với những động tác cực nhanh đã đi vào tận bên trong để dìu một số chị em đau yếu ra khỏi máy bay. Riêng tôi và vài chị nữa thì nằm trên băng ca được khiêng ra. Sân bay Lộc Ninh nhuốm vẻ hoang tàn, cây lá xác xơ phủ đầy bụi đỏ, dấu tích của những trận chiến ác liệt cách đây chưa lâu còn để lại. Chúng tôi được đưa vào tạm nghỉ bên trong căn nhà lá sơ sài được dựng vội để đón tiếp những người chiến thắng trở về. Trong khu vực trao trả người của ta và địch, đứng xen lẫn nhau, đây là những người trong ban liên hợp quân sự bốn bên, đến cùng với những người của Ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát. Nhìn những đống quần áo tù còn vương vãi bên cạnh những căn lều, chúng tôi biết đã có nhiều chuyến trao trả nam tù binh trong những ngày trước đó. Ban đón tiếp cấp phát tại chỗ, mỗi người một bộ quân phục giải phóng, chẳng hề câu nệ. Chúng tôi súng xính trong bộ quần áo nam mà sao lòng vẫn thấy vui sướng, tự hào. Sự việc diễn ra nhanh chóng, cứ ngỡ như đang nằm mơ. Chỉ mất chưa đầy một tiếng đồng hồ để chúng tôi hóa kiếp. Ôi cái khoảnh khắc sao mà huyền diệu quá, tuyệt vời quá. Chúng tôi không khóc mà sao nước mắt cứ trực tuôn trào. Hơn lúc nào hết mới thấy thấm thía câu nói bất hủ của Bác Hồ: không có gì quý hơn độc lập tự do. Mãi đến gần tối, còn một số chuyến bay cuối cùng vẫn chưa thấy về. Mọi người phập phồng lo lắng cho một số chị em còn lại, nhưng rồi chuyến bay cũng kịp đến trước khi trời tối. Vậy là 904 chị em chúng tôi được trao trả hết trong ngày 15 tháng 2 năm 1973. Thị trấn Lộc Ninh ngập cờ xanh đỏ sao vàng và những băng rôn chào mừng những người chiến thắng trở về. Chúng tôi như ngợp trong vòng tay săn đón đầy ắp tình dân nghĩa đảng. Sau đó chúng tôi được trở về, ém trong những lán trại bí mật sâu trong rừng cao su. Vài ngày sau, một số chị em được truyền ra đoàn đón tiếp dân chính Lộc Ninh. Trong đó có tôi, vì chúng tôi vốn dĩ là những cán bộ dân sự trước khi bị bắt. Tôi được đưa vào bệnh viện Bình Phước để điều trị, cùng với một số anh chị em thương bệnh binh khác. Quý vị thân mến, hàng nghìn chiến sĩ được trao trả cho cách mạng là hàng nghìn câu chuyện xúc động về phút hồi sinh, in dấu suốt cuộc đời họ, như nữ tù binh Võ Thị Thắng chia sẻ. Trời Lộc Ninh hôm đó xanh ngắt, cao vời vợi, ánh nắng mặt trời và hơi ấm của đồng đội làm tôi ngất ngây, bồi hồi. Nhớ đến bản án 20 năm khổ sai mà kẻ địch gán cho tôi 6 năm về trước, tôi bất giác mỉm cười. Thời lượng video ngày hôm nay trên kênh Hồ Sơ Quyền Lực xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.